Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 10, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Nebenzia cho biết khoảng 1.000 người Nga cùng gia đình của họ đã bị bắt làm con tin do lệnh phong tỏa giải Gaza. Báo VOV thông tin, ông Nebenzia lưu ý rằng Nga đã yêu cầu một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công bệnh viện Al-Ali ở giải Gaza và trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Nga cũng kêu gọi Israel ngay lập tức cung cấp quyền tiếp cận nhân đạo, ngừng bắn càng sớm càng tốt và mở các hành lang nhân đạo. Xung đột kéo dài suốt gần 2 tuần qua giữa Israel và các phong trào vũ trang ở giải Gaza đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương ở cả hai phía. Nga kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc giải quyết cuộc khủng hoảng chỉ có thể thực hiện trên cơ sở giải pháp hai nhà nước theo đường biên giới trước năm 1967. Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông đã đạt thỏa thuận với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi về việc mở cửa khẩu Rafah để đưa ít nhất 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đi vào giải Gaza nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Tổng thống Biden không nêu mốc thời gian cụ thể cửa khẩu Rafah được mở, nhưng phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận các tuyến đường kết nối với khu vực cửa khẩu Rafah đang được khẩn trương sửa chữa để có thể đi vào vận hành trong vài ngày. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận họ sẽ không ngăn cản các chuyến hàng chở nước, thực phẩm và thuốc men vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Ai Cập theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố của Israel lưu ý rằng các nguồn hàng viện trợ đó phải được cung cấp cho dân thường ở phía nam giải Gaza và không được rơi vào tay lực lượng Hamas. Theo AV cho biết thêm, họ chỉ mở cửa khẩu từ phía lãnh thổ Israel để chuyển hàng tiếp tế khi Hamas thả toàn bộ con tin. Hàng dài xe tải chở nhu yếu phẩm đang xếp hàng chờ ở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và giải Gaza. Bên kia cửa khẩu, hàng ngàn người Palestine trông ngóng từng giờ do họ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm nhiều ngày qua. Ai Cập trước đó tiết lộ hạ tầng tại khu vực cửa khẩu bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích từ Israel và họ cần cho Tel Aviv cam kết đảm bảo an toàn thì mới cho phép đoàn xe tiến qua biên giới. Hai ngày sau cuộc đột kích hôm 7 tháng 10 của Hamas, Israel tuyên bố bao vây hoàn toàn giải Gaza, cắt nguồn cung điện, lương thực, nước sạch và nhiên liệu. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã chỉ trích động thái của Israel vi phạm luật quốc tế, khiến dân thường ở giải Gaza lâm vào cảnh khốn khó. Tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang diễn biến xấu đi nhanh chóng khi hàng trăm ngàn người sinh sống tại đây hoảng loạn di chuyển về phía gần biên giới Ai Cập. Họ buộc phải bỏ lại nhà cửa để sơ tán trong tình trạng không đủ thực phẩm, không nước sạch và thuốc men cạn kiệt. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 18 tháng 10 thông báo thiết lập khu vực nhân đạo tại vùng Al-Mawasi bên bờ Địa Trung Hải tại giải Gaza, nhấn mạnh đây là nơi viện trợ nhân đạo quốc tế được cung cấp khi cần thiết. Tuy nhiên, đây là khu vực diện tích rất nhỏ và khó tiếp cận bằng đường bộ. Theo báo New York Times, các bệnh viện quá tải ở giải Gaza đang thiếu nhiên liệu. Những cư dân sợ hãi chạy đua đến các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành để trốn các cuộc không kích. Nước và điện bị cắt, biên giới bị đóng cửa, thậm chí các nghĩa trang cũng không còn chỗ chôn cất người chết. Cơ quan y tế tại giải Gaza cảnh báo hệ thống y tế của họ đã bắt đầu sụp đổ. Và khi màn đêm buông xuống, phần lớn lãnh thổ chìm trong bóng tối. Nhà máy điện duy nhất của nước này đã ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu từ trước đó một ngày. Ví dụ trong ngày 12 tháng 10, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Sati ở giải Gaza. Theo hãng thông tấn chính thức của Palestine, Wafa, giải Gaza đang hứng chịu hàng trăm cuộc không kích của Israel nhằm trả đũa các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine Hamas vào cuối tuần trước. Ông Anan Abu Hassa, cố vấn truyền thông của cơ quan Liên Hợp Quốc giúp đỡ người tị nạn Palestine cho biết: "Chúng tôi đang phải đối mặt với một thảm họa lớn. Người dân Gaza và các quan chức Israel đều nhấn mạnh tính nghiêm trọng các cuộc tấn công trên, đồng thời cảnh báo chúng sẽ lan rộng hơn so với các cuộc xung đột trước đây. Hình ảnh vệ tinh về các khu dân cư cho thấy hàng chục tòa nhà bị san phẳng." Người dân giải Gaza cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào các bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo. Israel nói các cuộc tấn công của họ đang nhắm vào các địa điểm có liên hệ với Hamas, cũng như cho biết họ tin rằng các thành viên Hamas đang sống giữa cộng đồng. Cũng vì điều này, tại các khu dân cư chật hẹp và đông đúc của giải Gaza, thường dân Palestine không có nơi nào để đi. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel còn tuyên bố sẽ chặn nguồn thực phẩm, nước, điện hoặc nhiên liệu đi vào vùng đất nghèo khó này.
Dải Gaza, nơi có hơn 2 triệu người sinh sống, đã bị Israel và Ai Cập phong tỏa trong 16 năm. Trong tuần này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố tình hình ở khu vực trên cực kỳ nghiêm trọng trước những hành động thù địch này. Bây giờ, nó sẽ chỉ xấu đi theo cấp số nhân, ông nói. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, các bệnh viện tại Gaza đang trong tình trạng đáng báo động khi không có điện để duy trì các chức năng quan trọng nhất, trong khi con số thương vong do xung đột không ngừng gia tăng. Báo Công an thông tin, ngay cả những chức năng quan trọng sẽ phải ngừng hoạt động trong một vài ngày nữa khi nguồn dự trữ nhiên liệu cạn kiệt. Tác động sẽ rất nặng nề đối với những bệnh nhân đang được điều trị, bao gồm cả những người bị thương cần phải phẫu thuật cứu sống. Bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và trẻ sơ sinh trong lồng ấp, WHO thông báo. Ngoài ra, tổ chức này đã ghi nhận 34 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza trong vài ngày qua, dẫn đến cái chết của 11 nhân viên y tế và 16 người khác bị thương. 19 cơ sở y tế và 20 xe cứu thương bị hư hại. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.537 người Palestine, bao gồm 500 trẻ em và 276 phụ nữ, đã thiệt mạng và 6.612 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực kể từ hôm 7 tháng 10. Phía Israel cho biết ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng và 3.200 người khác bị thương. Đáng chú ý, số binh sĩ Israel hy sinh khi làm nhiệm vụ lên đến gần 250. Israel là một trong những nước có quân đội tiên tiến và mạnh nhất thế giới, nhận 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ mỗi năm. Hiện nước này có 169.500 quân nhân đang tại ngũ trong lục quân, hải quân và bán quân sự, hơn 465.000 người trong lực lượng dự bị. Trước đó, trong ngày 12 tháng 10, Bộ Nội vụ Palestine thông báo các cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư trong trại tị nạn Jabalia đã khiến 45 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Số người chết có thể tăng lên. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 10 cho biết quân đội Israel đã thông báo về yêu cầu mọi người dân sống ở phía bắc Gaza di dời đến phía nam trong vòng 24 giờ tới. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 1,1 triệu người, gần một nửa dân số của toàn bộ dải Gaza nằm trong nhóm bị yêu cầu rời đi. Khu vực bị ảnh hưởng bao gồm cả thành phố Gaza đông dân cư. Israel đưa ra yêu cầu này vào 23 giờ tối ngày 12 tháng 10, theo giờ Gaza và Jerusalem. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric đã nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức, Liên Hợp Quốc cho rằng việc tiến hành di chuyển như vậy có thể gây hậu quả nhân đạo tàn khốc. Liên Hợp Quốc kêu gọi mạnh mẽ hủy bỏ bất kỳ mệnh lệnh nào như vậy để tránh điều có thể khiến những gì vốn đã là một thảm kịch thành một tình huống tai họa. Ông Stephane Dujarric cho biết, yêu cầu của quân đội Israel cũng được áp dụng với tất cả nhân viên của Liên Hợp Quốc và những người đang lánh nạn trong các cơ sở như trường học, trung tâm y tế, phòng khám. Đài BBC nhận định Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ khi họ tập trung binh lính, pháo hạng nặng và xe tăng ở biên giới với Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dự đoán về một cuộc chiến tranh lâu dài và khó khăn. Ngày 8 tháng 10, Israel chính thức thông báo nước này đang trong tình trạng chiến tranh. Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Gaza kể từ hôm ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel. Ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ dải Gaza, trong đó có lệnh cấm nhiên liệu và lương thực. Người dân ở dải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn, trong khi các hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế đến khu vực này hiện gặp trở ngại. Ngày 11 tháng 10, nhà chức trách dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9 tháng 10 đã kêu gọi chấm dứt vòng luẩn quẩn bạo lực giữa người Palestine và người Israel. Tổng thư ký Guterres nêu rõ tình trạng bạo lực hiện nay có nguyên nhân gốc rễ là cuộc xung đột lâu dài từ hàng chục năm trước và chưa có hồi kết chính trị. Ông nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt vòng luẩn quẩn này. AFP đưa tin Israel đã tuyên bố sẽ tấn công Hamas sau khi các thành viên của lực lượng vũ trang này đã tập kích khu vực mà Tel Aviv kiểm soát hôm ngày 7 tháng 10. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong gần một tuần qua đã khiến thương vong của mỗi bên lên tới hàng nghìn người và tiếp tục đốt nóng chảo lửa Trung Đông. Thông tin từ hiện trường cho thấy Israel đã huy động lực lượng hùng hậu, xe tăng và thiết giáp hạng nặng áp sát Gaza, đồng thời tập kích dồn dập bằng hỏa lực vào dải đất hẹp này trong vài ngày qua. Hiện chưa rõ liệu Israel có đưa quân theo đường bộ vào Gaza hay không, và nếu có thì kịch bản này sẽ xảy ra khi nào. Trong một tuyên bố hôm ngày 12 tháng 10,
Israel cho hay họ đã bắn hàng nghìn quả đạn vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Binh sĩ Israel đã triển khai pháo 155mm trên các cánh đồng dọc biên giới với Gaza. Mỗi khẩu chỉ cách nhau vài mét gần các thị trấn Netivot và Sderot, nơi Hamas tấn công cuối tuần qua. Theo AFP, trung bình cứ 30 giây pháo binh Israel lại tấn công một mục tiêu ở đâu đó trong dải Gaza do Hamas kiểm soát. Mỗi loại đạn pháo được bắn ra, mặt đất lại rung lên với những âm thanh chói tai dồn dập. Trong khi đó, trên tiền tuyến, các khu vực Netivot và Sderot mà Israel đang kiểm soát cũng trở thành mục tiêu của các đợt rocket bắn từ Gaza. Sớm thôi, Hamas sẽ không còn ai để chiến đấu, để tấn công chúng tôi. Tom, 24 tuổi, một trong 300.000 quân dự bị mà Israel đã triển khai cho biết. Tom cho biết anh đã di chuyển từ nhà ở Rishon LeZion gần Tel Aviv để gia nhập đơn vị chiến đấu gần Netivot và Sderot cùng với em trai Adam. Israel đã lập ra các hàng rào chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng Hamas. Trên trời, trực thăng vũ trang Apache bay ở độ cao thấp trước khi di chuyển sang không phận của dải Gaza trong một thời gian ngắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, đây là cuộc chiến vì tương lai của chúng tôi. Quân đội Israel sẽ loại bỏ Hamas. Đây sẽ là một cuộc chiến gian nan và kéo dài, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Bất chấp mọi thách thức, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ người dân của mình trước mọi mối đe dọa. Trong khi đó, Gaza đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi bị Israel bao vây hoàn toàn, dẫn đến tình trạng thiếu điện, nước và nhu yếu phẩm. Các bệnh viện ở Gaza đều quá tải và có nguy cơ biến thành nhà xác khi phải tiếp nhận hàng nghìn trường hợp bị thương trong khi cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng. Trước khi chiến sự bùng phát, người dân ở Gaza đã sống dưới sự phong tỏa đường bộ, đường không, đường biển của Israel trong 17 năm qua. Giờ đây, cuộc sống của hơn 2 triệu dân tại dải đất hẹp đang phải đối mặt với thách thức chồng chất khi bom rơi, đạn lạc không ngừng trút xuống và cuộc chiến chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.